vâng em test cái giải mã nhá, test cái giải mã N7T. Đây là N7T cho mấy anh khách ở Vĩnh Phúc nhá. Đây, đây là con N7T của anh ở đây nhá. Là thì con hôm qua bên em bán anh thì với giá là 1.490.000 gì đó, em không nhớ chính xác giá lắm. Đây, hai con này nó đấy. Em đang test được quang cho anh đây nhá. Đấy. Quang ra bình thường nhá. Hôm qua cái kết nối như thế nào thì là bên em đã quay rồi, nên hôm nay không có chi tiết nữa, nên em chỉ tập trung vào test thôi nhá. Đây để chuyển đi thì quá gấp rồi, anh đang dùng đấy. Đây đường quang đây em đang chạy bình thường này. Đấy nhá. Đang kết nối xuống công ty. Trong quá trình sử dụng cái quang giải mã này sẽ không sử dụng được volume nhá. Đấy. Đấy. Đây loa trái loa phải đây nhá. Đây cái dòng 7625 mã đây, anh có thể thấy là hai cái đèn vẫy nó đang vẫy này, là nó bình thường này. Đấy nhá. Đấy loa bình thường nhá. Ok nhá. Đây không biết là cái phần CD anh Đức anh có bao test cho các anh không, em cứ test thêm nhá. Đấy, CD vẫn chạy nhá. Đấy. Đấy, CD đang đọc bình thường nhá. Ok anh nhá. Cái này do thời gian nó hơi gấp rút, em test nhanh cho anh cái này nhá. Mọi thông tin chi tiết video nó liên hệ là 0966 594 1 giúp em nhá. Vâng em xin chào. Xin gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nhé.